Say on now. Khán giả sao hôm nay mặc đồ đẹp dữ vậy? Ai đẹp, đẹp trai, đẹp gái. Trời ơi, cô cũng đẹp nữa, quá trời đẹp luôn à. Vừa đẹp mà vừa sexy nữa đó. Bởi vậy Hoài Tâm với Hồng Đào mà đi đâu á, thường thường á, khán giả Australia là number one. Mà Melbourne is the best. Yeah. Hôm qua với anh Đà Lê chị cũng nói y như vậy. Chị bắt trước em thôi. Hồi nãy giờ đó Hồng Đào coi như là có ngồi trong thi xong rồi vô trong đó, mình đâu luôn mình đâu có để gì đâu. Cái gì mới bước ra, trời ơi, thấy em tôi. Dạ. Như vậy nó dằn khè một cục vậy đó. Kệ kệ kệ, cái ụ vàng thì đừng có nói một cục nó kìa, dài cảm lắm vậy. Dạ, vàng khè thôi, một cây, đừng có nói vàng khè một cục. Đâu, mà bây giờ hỏi quý vị nè, bây giờ đứng nhìn đây nè. Đây là quá là điệu đàng, còn đây là quá đơn giản, nhìn không biết ai đàn ông, ai đàn bà luôn á. Chị nói vậy mà sao, chị nói vậy mà sao quý vị vỗ tay. Em nè, với các gì nói Melbourne, em không bao giờ biết nói láo. Em là đàn ông thẳng tắp. Thế cho em nói thẳng tắp mà mọi người cười kìa. Không ai tin đâu. Em thẳng tắp luôn, em nói thiệt. Em đúng rồi em. Bên, em mới cong lại chút. Không, em thẳng liền. Chị, em nói chị nghe nè. Sao? Hoa không tàn là hoa bất tử. Chị không thử sao biết em không ngon. Đúng, Hoài Tâm nói có một quá hay luôn. Hoa không tàn là hoa bất tử. Chị mà thử em rồi, chị đi tự tử em ơi. Em là ai chị? Cái gì vậy? Có ai đây? Ồ, trời ơi. Người ấy à, tôi anh chọn ai? Vợ đang chọn trời nghe đi. Trời ơi là trời ơi. Tự nhiên đứng ra, ủa, làm sao? Đứng ra là phạt áo ra là sao? Ý nói là coi như hạt còn ngon á. Hạt hoa chỗ không tàn là hoa bất tử. Ờ, chị thử anh rồi, chị tự tử ra đi. Trời ơi, ơi. Không. Chị em chặt chém nhau quá vậy. Em nói tốt, chị nói kỳ đó. Chị em mình đã là thân thiết với nhau thì đừng bao giờ trước mặt khán giả mình nói xấu nhau. Không, chị em thân thiết với nhau là chị mình phải em mà. Ừ, chị em sao chị thử em được chết á. Dạ đâu có, chị bây giờ trend. Dạ pilot. đó anh đánh trống, anh nói chuyện nhỏ xíu à. Anh thấy em nhỏ xíu chị thương. Em nói chị nghe nè, mình chơi thân với nhau thì mình đừng có ngồi nói xấu nhau, mà mình phải cùng nhau ngồi xuống nói xấu thiên hạ. Bây giờ em nói chị nghe nè, em hỏi thiệt quý vị, ai cũng nói đàn ông không chung thủy. Đúng không quý vị? Em hỏi là quý vị, mấy chị nghĩ có đúng không? Đàn ông có chung thủy không? Sai. Dạ, vậy chị nói tùy theo. Đúng. Đối với em nha, và em đã có nghiên cứu kỹ rồi. Nghiên cứu đàn ông hả? Dạ không. Em nghiên cứu cái như là, cái như mình làm cái thống kê. Thì người ta nói rằng là đàn ông rất chung thủy. Yêu, không em dám đâu. Đàn bà, phụ nữ mới là tiếp người không chung thủy. Ai nghe vậy? Ủa sao trời ơi, mình phải hú hét lên chứ. Nói xấu mình mà sao phải hú hét lên chứ. Có màu dòng gió không? Mắt có chứng. Dạ, nói có sức mắt có chứng. Đúng rồi, là em hỏi chị Hồng Đào. 18 tuổi, chị thích tiếp người đàn ông như thế nào? Thích đàn ông lãng mạn. Đó, 28 tuổi chị thích tiếp đàn ông như thế nào? Thích đàn ông có công ăn chuyện làm. 38 tuổi thích đàn ông là biết dọn dẹp nhà cửa. 48 tuổi thích đàn ông siêng tắm. Chứ tới cỡ 48 rồi không cha nào chịu tắm hết trơn á. Phải đẩy vô nhà tắm thôi. Mở nước ra cho nó chịu rửa hai cái cẳng thôi. Hai cẳng thôi hả chị? Rửa có hai cái cẳng thôi hả chị? Lại cho rửa hai cái cẳng lên cho ngủ à, đâu cần nữa gì khác đâu. Vậy luôn á. Rồi, người phụ nữ có chồng có kinh nghiệm có khác. Dạ. 58 tuổi thích tiếp người phần nông nào? Thích đàn ông còn tóc.
để chị hỏi lại. 58 tuổi nè. Xong xô chị hỏi lại. 58, cái này 57, tại còn chút hơn sao. I am so sorry. Hỏi luôn 68 thì trả lời luôn. 68 tuổi. Thích đàn ông còn răng. Ông này nhiêu đây? Mà sao trán cao như thế vậy? Hả? 56, ở đây 57 đó, 56. Ông đó, ông còn, ông là ông 80. 80 tôi thích đàn ông là còn sung. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Sao? Phụ nữ qua mỗi thời gian, họ thích một cái loại người đàn ông khác nhau. Trong cái đó đàn ông của chúng tôi thì sao? Sao? 18 tuổi thích gái đẹp. 28 tuổi thích gái đẹp. 38 tuổi vẫn thích gái đẹp. 48 tuổi Ken thích gái đẹp. Gái đẹp. Này quan trọng nè. Quá trung tình. 18 tuổi vẫn là gái đẹp. Như vậy đàn ông người ta quá trung thủy rồi. Cuộc đời người ta chỉ thích gái đẹp thôi. Dạ thưa quý vị, đây người con gái cũng đẹp. Không có nói chứ cũng nha. Chẳng có con người nha. Trời ơi. Ở lại, đây người phụ nữ rất đẹp. Đẹp không thì chưa đủ. Bây giờ đẹp rồi quý vị tới đây coi đẹp rồi, bây giờ phải coi sexy. Đúng rồi. Phải coi nóng bỏng. Dạ. Đúng không? Mình phải coi nhiều mãn nhãn mình hôm nay. Ngắm body sexy, nghe giọng hát sexy, ngắm cặp môi sexy. Dạ. Dạ. Làm anh. Thì bây giờ không phải em nha. Các chị làm